chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà phố 247. Hôm nay em đang có mặt tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay có một cái căn nhà phố rất là đẹp luôn. Em xin giới thiệu đến quý anh chị cùng xem tham khảo. Đây là vị trí của căn nhà nè anh chị. Nhà rất là đẹp luôn anh chị ha. Tổng diện tích của căn nhà này là 80m² anh chị ha. Bề ngang của nó là 5m. Đất vuông vức rất là đẹp luôn. Ngang 5 dài 16. Kết cấu nhà xây dựng là một trệt một lầu. Phía trước là có sân đậu ô tô luôn anh chị ha. Sân rất là rộng rãi luôn anh chị ạ. Đây là cái khoảng sân trước nhà nè anh chị. Khoảng sân kết hợp với lại cái mảng xanh. Nhìn cái nhà nó rất là xinh xắn và rất là hiện đại trẻ trung luôn anh chị ha. Nhà thiết kế có 3 phòng ngủ và đặc biệt là có phòng ngủ ở dưới luôn anh chị ha. Rất là thuận tiện. Rồi, mời anh chị mình cùng vào bên trong mình xem ạ. Phía trước là mình có một cái khoảng phòng khách khá là rộng anh chị ha. Kết hợp chung với lại cái phòng bếp ở phía trước này luôn, tạo nên một cái không gian mở rất là thoáng và nhìn rất là rộng rãi ạ. Đây là khu vực mình có thể thiết kế để tivi nè anh chị. Bên này mình có thể để một bộ salon. Rồi phía sau là mình có thể thiết kế thêm là một bộ bàn ăn nữa để gia đình mình cùng sum họp ở khu vực này luôn à anh chị. Rất là đẹp luôn. Ngay đây thì mình để tủ lạnh nè. Bên này mình có thể để một cái vách ngăn nho nhỏ, hồ cá hay là một cái tiểu cảnh hoa gì đó cũng khá là đẹp anh chị ha. Nhà thì thiết kế rất là trẻ trung luôn. Căn nhà này hai vợ chồng mới cưới về ở là quá tuyệt vời luôn nè anh chị. Thiết kế rất là hiện đại và trẻ trung. Khu vực phía sau này là ô gió anh chị ha. Ô gió này liên thông lại hai phòng ngủ ở bên trên, tạo cái ánh sáng rất là tuyệt vời cho căn nhà luôn ạ. Đây là cái khu vực ô gió nè anh chị. Đó. Bên này là mình có một cái nhà vệ sinh riêng ở khu vực bên dưới, khá là rộng rãi luôn anh chị ha. Bên này là lavabo riêng để mình sử dụng nè anh chị. Nhà nhìn rất là thoáng và rộng rãi. Bên này mình thiết kế có một cái kệ để đồ nè anh chị. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ thì có cửa sổ cho nên rất là thoáng anh chị ha. Rồi, em mời anh chị mình cùng lên bên trên để mình tham quan anh chị ha. Nhà thiết kế rất là thoáng luôn anh chị. Bên trên nè, khu vực phía trước này có cái khoảng kính để lấy ánh sáng trực tiếp nè anh chị. Hầu như là buổi sáng là mình không cần phải mở điện luôn anh chị ha. Rất là sáng. Cầu thang thì bố trí cũng khá là đẹp anh chị. Đi rất là cảm giác rất là thấp, không có bị mỏi chân nhiều anh chị. Nhà thiết kế cái tầng ở bên trên thông đó, cho nên nhìn nhà rất cao ráo và rất là sáng luôn anh chị ha. Đó, một cái thiết kế rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái lối mình đi ra ngoài trước ban công nè anh chị. Một cái phong cách rất là trẻ trung và rất là độc đáo luôn ạ. Đó, nhà rất là sáng luôn anh chị ha. Đây là khu vực của phòng ngủ nè anh chị. Phòng ngủ này thì có cửa sổ nhìn ra phía trước anh chị ha. Phòng ngủ thì cũng khá là rộng rãi. Đây là nhà vệ sinh chung cho hai phòng ngủ. Còn bên này là phòng ngủ thứ hai nè anh chị. Phòng ngủ thứ hai ở trên lầu. Đó, có cái cửa sổ để lấy ánh sáng trực tiếp từ cái ô gió này luôn nè anh chị. Đó, rất là thoáng. Về công năng của căn nhà này thì như anh chị thấy đó, rất là tuyệt vời. 3 phòng ngủ, có hai nhà vệ sinh riêng. Vị trí của căn nhà này thì cũng rất tuyệt vời anh chị ha. Từ đây mình đi ra đường Trần Thị Hoa thì chỉ tầm khoảng cỡ 80m thôi anh chị ha. Tí xíu nữa cuối clip em sẽ di chuyển từ vị trí căn nhà này ra Trần Thị Hoa để cho mình xem cái đoạn đường ha. Đường là đường ô tô, ra vào thoải mái. Sân này là sân để ô tô thoải mái luôn anh chị ha.
Căn nhà thì hiện tại đang được chào bán với giá là 3 tỷ 680 triệu nha anh chị. Một cái mức giá rất là tuyệt vời luôn, 3 tỷ 680 cho một căn nhà mới khang trang vào ở liền, sổ hồng riêng thổ cư là 100%, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Khu vực này thì đất sạch sẽ, không có vướng quy hoạch gì hết. Đó, nhà thì mới về ở liền luôn. Và mới với một cái mức giá là 3 tỷ 680 thì em nghĩ là cực kỳ hợp lý luôn anh chị. Hai vợ chồng mình về đây ở là quá tuyệt vời luôn, không cần phải sắm sửa gì nhiều. Đó thì giờ mình chỉ cần sắm một bộ salon để đây nữa là rất là đẹp rồi. Sân này thì mình có thể để được ô tô thoải mái luôn nha anh chị. Về những cái tiện ích thì chắc chắn là không thiếu gì nha anh chị, rất là tuyệt vời. Gần chợ đồi nè, gần trường học cấp 1, cấp 2, rồi trung tâm thương mại hoặc là siêu thị đi cũng cực kỳ gần luôn anh chị ha. Vị trí này theo em thấy là rất là ổn luôn, vừa đi làm thuận tiện mà vừa sinh hoạt thì không tiện ích thì không thiếu gì hết. Con em mình đi học thì rất là tuyệt vời luôn anh chị ha. Đường này thì đường ô tô. Đó, như anh chị thấy đem đi thử anh chị xem nè. Đi ra đây mình cua một cái là tới liền đường Trần Thị Hoa rồi. Những cái tiện ích xung quanh thì mình đi chỉ tầm khoảng 5 phút là đầy đủ hết những cái tiện ích anh chị nha. Đường này thì có bề ngang là khoảng 4 mét anh chị. Đó, như anh chị thấy từ đây mình ra kia khoảng 50 mét nữa là tới đường Trần Thị Hoa rồi, ngay cái chợ đồi luôn, kết nối với phường Bình Đa và phường An Bình đều rất là thuận tiện. Thì toàn bộ thông tin về căn nhà thì em cũng đã chia sẻ với anh chị rồi. Anh chị nào mà muốn biết cụ thể hơn, muốn xem trực tiếp để cảm nhận tốt hơn á, thì hãy liên lạc lại với bên em theo số hotline trên màn hình hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận á. Em sẽ gửi sổ về tư vấn cụ thể hơn cho anh chị ha. Ngoài ra thì hiện tại trên kênh cũng còn rất là nhiều sản phẩm nhà phố rất là đẹp trên tất cả các phường của thành phố Biên Hòa. Anh chị quan tâm thì mình có thể lên để xem và chọn cho mình một căn nhà thật là ưng ý nhất nha anh chị. Thì theo cảm nhận của em thì căn nhà này rất là tuyệt vời anh chị nha. Với cái mức giá là 3 tỷ 680 cho một cái căn nhà với cái diện tích là 80 mét vuông, ngang 5 dài 16, sổ hồng riêng thổ cư là 100%, và nhà là nhà mới 100% luôn anh chị ha. Thì cái căn nhà này rất là đáng để anh chị đi xem trực tiếp để mà mình tham khảo nha anh chị. So với cái khu vực phường An Bình thì căn nhà này giá rất là tốt luôn anh chị. Anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua nhà phố thì mình nên tham khảo cái căn nhà này. Nhà xây dựng rất là hiện đại, trẻ trung và rất là cứng cáp. Rồi, em cảm ơn anh chị đã xem hết clip của bên em. Anh chị xem thấy hay nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái sản phẩm mới mỗi khi bên em có clip mới nha anh chị. Ngoài ra nếu mà yêu quý kênh thì mình có thể tặng cho kênh một nút like, một nút chia sẻ để kênh ngày càng phát triển hơn và tiếp cận hơn, tốt hơn với nhiều khách hàng mới nữa nha anh chị. Rồi, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Em xin phép chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở clip kế tiếp ạ.